Tử vi tuổi Tân Mùi 1991, năm 2021, Tân Sửu, Nam Mạng, Phạm xung thái tuế, đề phòng tiểu nhân hãm hại. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích, chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt, được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, những người tuổi Tân Mùi là những người thông minh, sắc sảo, tài trí hơn người, có con mắt nhìn xa trông rộng và khả năng phân tích nhạy bén. Những người sinh năm Tân Mùi thường là người khéo léo trong cách giao tiếp ứng xử. Vì vậy tuổi Mùi, mệnh thổ, được mọi người xung quanh yêu quý. Tuổi Tân Mùi thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Những lúc khó khăn đều được quý nhân phù trợ, mọi người xung quanh giúp đỡ. Sang năm 2021 Tân Sửu, mọi phương diện cuộc sống của nam mệnh tuổi Tân Mùi đều xấu do phạm phải xung thái tuế. Vừa thoát khỏi hại thái tuế trong năm 2020 và dịch bệnh thì lại gặp phải thái tuế, tránh vỏ dưa lại gặp phải vỏ dừa. Trong năm vừa gặp phải hung tinh, vừa có tiểu nhân quấy phá, đã khó khăn lại càng khó khăn hơn nữa. Vậy trong 2021, vận trình của nam mệnh tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 sẽ xảy ra những điều gì? Tuổi Tân Mùi có gặp được quý nhân nào hay không? Trên con đường công danh và sự nghiệp có gặp phải những khó khăn, trắc trở nào hay không? Sức khỏe và tình duyên có những chuyển biến như thế nào trong năm 2021? Không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa, xin mời mọi người hãy cùng đón xem vận trình của tuổi Tân Mùi sinh năm 1991 trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Khi xem tử vi năm 2021, tuổi Tân Mùi nam mạng, quý bạn sẽ nắm bắt được sự tốt xấu của mình về các phương diện tài chính, công danh, gia đạo và sức khỏe. Qua đó, quý bạn sẽ có sự chuẩn bị tốt nhất, đầy đủ nhất để có được may mắn, hanh thông cho năm Tân Sửu. Đặc biệt, trước khi bước sang năm mới, dân gian ta vẫn thường làm lễ nghênh thái tuế ở ngoài sân trong lễ cúng giao thừa. Người nào biết mà nghênh thì sẽ được lộc trời cho, người không biết chẳng may bị phạm vào thì tai họa ập xuống liên miên. Đón các thần để được nhờ sự che chở cũng là một cách mà hầu hết các thầy phong thủy khuyên dùng. Để có được một năm mới an lành, may mắn, quý vị sinh năm 1991 Tân Mùi nên luôn mang theo bên mình một lệnh phù kim bài thái tuế. Lệnh phù gồm có hai mặt, bằng đồng, mang theo kim bài thái tuế bên mình để tỏ lòng thành kính với quan hành khiển của năm, nhờ sự tương trợ của ngài mà cả năm được may mắn, bình an. Quý vị thân mến, trước khi đi tìm hiểu rõ hơn về vận trình của tuổi Tân Mùi trong năm 2021 thì chúng ta cùng điểm qua về tổng quan tử vi của bản mệnh. Năm 2021 đối mặt với xung thái tuế, vận khí của người tuổi Tân Mùi biến động mạnh, hung vận lấn át cát vận, tâm tính đổi thay, không còn ôn hòa hay tự kiềm chế như trước mà sẽ bị kích động, sinh ra nóng nảy, làm liều. Điều đó khiến mọi phương diện cuộc sống đều bị chi phối ít nhiều, công việc trong năm khó khăn hơn trước, vận quý nhân không nhiều, trong khi tiểu nhân lại vượng. Bản mệnh sẽ có một năm vất vả, nhiều lo toan, tự làm tự ăn, không trông chờ được vào may rủi. Trong năm thực thần thúc vượng tài khí, thúc đẩy các mối làm ăn, kinh doanh hay đầu tư sinh lời, gặp may mắn, được đi tới nơi cao sang, ăn nhiều của ngon vật lạ. Có điều, bản mệnh cần chú ý đề phòng, đại hao, chủ hao tài, tán của, hoành hành. Chính vì vậy, bản mệnh cần hết sức thận trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc, hạn chế đầu tư mạo hiểm, kẻo tiền mất, tật mang. Gia đạo trong năm 2021 cũng có nhiều bất ổn, tình cảm vợ chồng giảm sút, cần thời gian để sẻ chia và bồi đắp nhiều hơn. Người độc thân đào hoa kém sắc dễ bị vết thương lòng do chia ly cách biệt. Để có một năm phát triển hơn, thầy Gia Cát khuyên tuổi Tân Mùi hãy đeo vòng bát bảo tâm kinh hàng ngày. Bát bảo tâm kinh là một trong những pháp khí của nhà Phật, sẽ giúp bạn xua đuổi được hung tinh và kẻ tiểu nhân luôn rình rập, quấy phá. Đồng thời, vòng cũng sẽ giúp bạn tăng phúc, cải mệnh, tăng may mắn và chiêu tài lộc. Chiêu mời quý nhân hỗ trợ và giúp đỡ bạn biến con đường sự nghiệp trở nên thuận lợi và hanh thông, thành công hơn. Vòng có sức mạnh lớn như vậy là do kết cấu của vòng rất đặc biệt. Mặt trước của vòng là 8 pháp bảo lớn của nhà Phật,
cộng thêm vòng trong cùng được khắc bộ lục tự đại minh chú Umani Padme Hum, mà sau là bộ chú Ba Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, kèm theo đó là hình ảnh đài sen được chạm khắc tinh tế. Cuối cùng là phần trên của vật phẩm có một bông hoa bạch liên, sức sống mãnh liệt và thuần khiết. Tất cả đều tạo nên một vật phẩm hoàn hảo giúp bạn có một cuộc sống gặp nhiều điều tốt lành, tiền tài dư giả và luôn bình an. Quý vị thân mến, để có thể nắm rõ là số tử vi 2021 tuổi Tân Mùi Nam Mạng sẽ dựa vào sao hạn và các sao chiếu theo năm, qua đó có thể kết luận về cuộc sống của bản mệnh theo 4 phương diện chính: tài lộc, tài chính, công danh, công việc, tình duyên, xà đạo và sức khỏe. Từ đó quý bạn sẽ có được cái nhìn tổng quan nhất về công việc cũng như cuộc sống của mình trong năm 2021. Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chương trình. 1. Về mặt sự nghiệp. Trong năm Tân Sửu, bản mệnh đối đầu trực diện với Thái Tuế khiến tâm tính của tuổi Tân Mùi kích động mạnh, hay nóng vội, có gắt vô cớ, lại thêm kiểu nhân kích bác, gây bất lợi cho các mối quan hệ xã giao. Thiên hư hung tinh còn khiến bản mệnh nảy sinh suy nghĩ kỳ quái, như thể muốn phá vỡ mọi quy chuẩn, nguyên tắc vốn được thực hiện khá tốt bấy lâu nay. Thậm chí có người muốn bỏ việc, muốn ẩn mình trong các tôn giáo tâm linh, từ đó bản mệnh khó gò mình trong khuôn khổ nhất định. Ở cơ quan thì mâu thuẫn với cấp trên đồng nghiệp, ở nhà thì xung đột với cha mẹ, phối ngẫu, lộ trình thăng tiến vốn đã làm áp lực lại thêm nhiều trông gai. May mắn đường số được kiên mang tới không ít cơ hội thể hiện cá tính và năng lực bản thân, đối phá khơi dậy tham vọng và sức chiến đấu mãnh liệt. Nếu biết vận dụng tốt thì vẫn có cơ hội thăng chức, nhưng nên nhớ cái giá phải trả cũng rất là đắt, cần hạ quyết tâm cao độ và đừng ngại ngần đánh đổi để ra ngoài có thể hóa giải. Ngoài ra, để có thể hóa giải Thái Tuế thì tuổi Tân Mùi hãy đeo thêm pháp khí Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ bản mệnh trên con đường sự nghiệp. Khi mang theo bên mình hàng ngày sẽ giúp hóa giải thị phi, hóa giải xung khắc giữa các con giáp, tăng cường vận khí, tăng may mắn và chiêu tài lộc cho tuổi Tân Mùi sinh năm 2021. Về mặt tài lộc, năm 2021, lộ trình cầu tài của tuổi Tân Mùi gặp không ít trở ngại, mất mát ngoài ý muốn. Xung Thái Tuế mang theo hung hiểm và suy xẻo, kiếm tiền khó khăn hơn trước. Tiền vào cửa trước, ra cửa sau, áp lực kinh tế lớn, chi tiêu khá eo hẹp, cần lấy tích lũy làm trọng. Lại có đại hao hung tinh, chủ hao tán tiền của hoành hành, chủ hao tán tiền của hoành hành, hết sức cẩn trọng khi đưa ra các quyết định liên quan đến tiền bạc, hạn chế đầu tư mạo hiểm, kẻo tiền mất, tật mang. Người làm công ăn lương hay những người có nguồn thu nhập chính sẽ ít chịu tác động của đại nao hơn, của đại hao hơn. Ngược lại, những ai làm tư, làm chủ hay trong nhóm kinh doanh sẽ bị phá tài, hao tổn tiền bạc do ít vận may về thứ tài. Đa phần đều không phải tự làm, tự ăn, không trông chờ, may rủi. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa trong năm 2021, tài vận của tuổi Mùi chỉ toàn ảm đạm. Bởi vẫn có những thời điểm được thực thần chiếu cố, tạo cơ hội kiếm tiền rất mạnh. Vậy nên để có thể kết tài lộc và tăng may mắn thì tuổi Tân Mùi hãy mang theo bên mình Bát Bảo Tâm Kinh. Sức mạnh của pháp khí sẽ tăng phúc, cải mệnh và tăng cường vận khí cho bản mệnh. Đồng thời, vòng còn có thể chiêu mời quý nhân tương trợ, giúp đỡ công việc được hanh thông, thuận lợi và thành công rực rỡ trong năm 2021. Về mặt tình cảm, xà đạo. Tuổi Tân Mùi do chịu tác động mạnh của Thái Tuế 2021, tình cảm của người tuổi Mùi xuất hiện nhiều vấn đề bất cập. Tình cảm vợ chồng giảm sút, tần suất cãi vã, khắc khẩu ngày càng gia tăng. Nếu có thể, vợ chồng nên sắp xếp đi du lịch xa, tìm cách hâm nóng tình cảm. Có như vậy, xà đạo mới được yên ổn. Việc sinh con năm 2021 cũng cần cân nhắc kỹ càng, tránh bất đồng quan điểm rồi dẫn tới cãi vã. Còn đối với người độc thân, đào hoa kém sắc, lại có thiên hư kích phát, những suy nghĩ kỳ quái, dù có không ít người theo đuổi nhưng khó chấp nhận tình cảm hoặc đưa ra yêu cầu quá cao. Để có thể cải vận tình duyên thì thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy đeo vòng tay tam giáp khai vận, Hợi, Mão, Mùi hàng ngày. Khi mang theo bên mình, vòng tay sẽ giúp bản mệnh kích hoạt tình duyên và vận đào hoa của bạn trong năm. Vòng tay còn giúp xua tan mâu thuẫn trong nhà, tình cảm vợ chồng ngày càng khăng khít và bền chặt hơn. Đồng thời mong rằng năm 2021, người độc thân sẽ sớm tìm được nửa kia của mình. Về mặt sức khỏe. Về phương diện sức khỏe của người tuổi Tân Mùi trong năm 2021 có hung cát đan xen, đa phần chịu tác động của xung Thái Tuế mà tinh thần bất ổn, suy nghĩ tiêu cực, kích phát bệnh về thần kinh như đau đầu, mất ngủ thường xuyên.
Ngoài ra, thái tuế gây họa khiến tai ương ập đến. Bất ngờ, bản mệnh cần thận trọng khi đi lại, nhất là xuất hành xa, đề phòng tai nạn bất ngờ, nhẹ cũng thương tật tứ chi, nặng thì nguy hại tính mạng. Chính vì vậy, thể gia cát khuyên bản mệnh hãy sử dụng vòng tay tam hợp quý nhân. Tân Mùi với năng lực tam hợp khí sẽ giúp bản mệnh đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân khí, cân bằng ngũ hành, giúp bản mệnh có một sức khỏe tốt hơn. Đồng thời, khi mang theo vòng tam hợp quý nhân bên mình, vòng tay sẽ như một tấm bùa phù hộ và bảo vệ bản mệnh khỏi những hung tinh, thị phi và những họa ngầm trong những chuyến đi, tránh va chạm và đụng độ không đáng có. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo, kênh Phong thủy Gia Cát xin chia sẻ sáu hạn của tuổi Tân Mùi sinh năm 1991, nam mạng trong năm 2021 để giúp các bạn có cái nhìn tổng quan nhất và tìm được cách giải quyết phù hợp. Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi tiếp chương trình ngày hôm nay. Một vận hạn năm 2021 của tuổi Tân Mùi 1991 nam mạng. Trong năm Tân Sửu, nam mệnh tuổi Tân Mùi sẽ bị hạn thiên tinh chiếu mệnh. Người xưa thường nói thiên tinh phải mắc xạ tai, ngục hình. Theo đó thì khi gặp năm có hạn này, đương số sẽ gặp rắc rối liên quan đến luật pháp, có thể bị kiện cáo, nặng thì bị truy tố, xét xử và chịu án phạt. Ngoài kiện cáo hình pháp ra, có một dạng tai nạn dễ gặp, đó là hạn thiên tinh. Do hạn thiên tinh gây ra, đó là tai nạn về ban đêm, chữ dạ tai với chữ dạ nghĩa là đêm tối. Tai nạn về đêm thường là trộm cướp, té ngã khi trời tối. Hạn thiên tinh còn chủ về bệnh tiêu hóa, rối loạn chức năng tiêu hóa, đau bụng, dạ dày. Nặng có thể bị ngộ độc thực phẩm, phụ nữ có thai sẽ bị tai nạn thai sản, hư thai, bào thai và sức khỏe của sản phụ không được tốt. Một số người té ngã do trèo leo với tay lấy các vật trên cao. Để có thể giải hạn thiên tinh thì nam mệnh tuổi Quý Hợi nên tu dưỡng bản thân, trau dồi đạo đức, phẩm hạnh, làm nhiều việc thiện, tích lũy công đức, phúc phận. Nếu có khả năng thì nên ủng hộ, quyên góp, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Bản mệnh cũng nên cẩn thận việc ăn uống, thực hiện ăn chín, uống sôi để phòng ngừa ngộ độc. Khi có bất cứ vấn đề gì về sức khỏe thì chủ sự cần đi khám để điều trị ngay lập tức, không được chủ quan, tránh hệ lụy về sau. Nên thành tâm cầu xin trời Phật để được tai qua nạn khỏi và sức khỏe nhanh chóng được phục hồi. 2. Sao chiếu mệnh năm 2021 của tuổi Tân Mùi 1991 nam mạng. Tuổi Tân Mùi trong năm 2021 bị sao Thái Bạch chiếu mệnh. Sao Thái Bạch chiếu mạng sẽ là hung tinh, bởi sao Thái Bạch là ngôi sao mang vận xấu nhất trong các sao. Thái Bạch là sao xấu cần giữ gìn trong công việc kinh doanh, có tiểu nhân quấy phá, hao tán tiền của, có thể trắng tay, đề phòng quan sự. Xấu nhất là tháng 2, 5, 8 âm lịch và kỵ màu trắng quanh năm. Vừa rồi quý vị và các bạn đã nghe bài phân tích về tử vi năm 2021 của tuổi Tân Mùi. Để được cập nhật nhiều hơn về thông tin của mình trong năm 2021 và những năm tiếp theo về sức khỏe, gia đạo, công danh, sự nghiệp, con cái, quý vị hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật về những thông tin mới nhất về vận trình của mình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn quan tâm, theo dõi và ủng hộ chương trình trong suốt thời gian qua. Kênh Phong thủy Gia Cát rất vui lòng khi được phục vụ quý anh chị và các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!